chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại Iron Man Mark 6 cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và một bình luận cho mình nha. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp, cùng tìm hiểu qua về tiểu sử mô hình này nha. Bộ giáp Mark 6 là thành viên thứ 6 trong đại gia đình giáp Iron Man. Bộ giáp được Tony chế tạo nhằm thay thế cho bộ Mark 4. Đây là bộ giáp đầu tiên có mảnh giáp lực hình tam giác, do Tony đã tìm được nguồn năng lượng mới cho lò phản ứng hồ quang trước ngực. Bằng cách tìm ra nguyên tố mới, Tony có thể khai thác nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào này, nhưng lại không thải ra độc tố Palladium vào máu anh. Các độc tố bên từ lõi Palladium trong lò phản ứng hồ quang được thải ra liên tục vào cơ thể của Tony trong suốt thời gian sử dụng, làm sức khỏe của anh tiêu cực trầm trọng. Để giải quyết vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của mình, Tony đã nghiên cứu ra nguyên tố mới từ những tài liệu do cha anh để lại. Nguyên tố mới mang lại nguồn năng lượng vô cùng dồi dào cho lò phản ứng hồ quang của Tony. Vì thế, Tony đã nghiên cứu chế tạo bộ giáp Mark 6 để có thể khai thác và tận dụng tốt nguồn năng lượng này. Bộ giáp Mark 6 đã cùng với Wolma xin chiến đấu chống lại binh đoàn robot của tên Hammer và tên Vanco. Sau đó, Tony còn sử dụng bộ giáp này để xây dựng tòa tháp Stark Tower của mình. Ngoài ra, Tony đã sử dụng bộ giáp Mark 6 bay đến thành phố Stuttgart ở Đức để hỗ trợ Captain America bắt giữ Loki. Tony cũng sử dụng bộ giáp Mark 6 trong quá trình sửa chữa chiếc Helicarrier sau khi chiếc tàu sân bay khổng lồ này bị hỏng động cơ do đợt tấn công của những toán quân giải cứu Loki. Bộ giáp Mark 6 cuối cùng được cất giữ cùng với những bộ giáp khác tại Home of Armor, bên trong dinh thự của Tony. Tuy nhiên, khi dinh thự này bị quân của Mandarin tấn công, toàn bộ các bộ giáp tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có bộ Mark 6. Những cải tiến của bộ giáp Mark 6. Bộ giáp Mark 6 được cải thiện rất nhiều so với những bộ giáp cũ. Đặc biệt là nguồn năng lượng của bộ giáp được tăng cường lên rất nhiều lần, nhờ vào lò phản ứng hồ quang mới của Tony. Cũng giống như các mẫu trước đó, bộ giáp có khả năng tăng cường thể chất cho người mặc. Nhờ bộ giáp, Tony sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể nhấc bổng những chiếc xe hơi một cách dễ dàng. Độ bền cao, tốc độ di chuyển nhanh và phản xạ cực tốt nhờ hệ thống máy tính liên tục phân tích những chuyển động và đòn đánh của đối phương. Hệ thống vũ khí của bộ Mark 6 như dạng tên lửa mini và khẩu phóng năng lượng hồ quang cũng được cải tiến đáng kể, gia tăng hiệu suất hoạt động cũng như uy lực tấn công. Những quả tên lửa chống tăng được ẩn bên trong cánh tay bộ giáp và dàn súng máy mini được tích hợp ở cả hai vai. Những cải tiến trên nhằm tận dụng triệt để nguồn năng lượng khủng khiếp đến từ lò phản ứng hồ quang chứa nguyên tố mới mà Tony vừa phát hiện ra. Tính di động của bộ giáp cũng hơn so với những bộ giáp cũ, nhờ vào những thay đổi nhỏ trong thiết kế bên ngoài bộ giáp, cho phép Tony có thể thực hiện các động tác nhào lộn ngay cả khi anh đang bay hoặc đang chiến đấu. Ngoài ra, bộ giáp Mark 6 cũng là bộ giáp đầu tiên có khả năng lặn dưới nước. Tuy thời gian lặn không quá lâu, nhưng bộ giáp vẫn có thể chịu được áp lực nước khá lớn ở độ sâu đáng kể. Điều này chứng minh rằng, Tony đã có thể thiết kế bộ giáp có khả năng cân bằng áp suất bên trong cho người mặc so với môi trường bên ngoài, và hệ thống không khí bên trong bộ Mark 6 cũng đủ khả năng cung cấp dưỡng khí cho người mặc sử dụng trong vài phút.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.